Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xem phim. Và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, xin chào tất cả các bác mà đã là tín đồ của dòng thương hiệu JBL. Vâng, thì trong 67 năm miệt mài nghiên cứu và sáng tạo, nhà sản xuất của hãng JBL đã cố mang đến cho những người nghe một cái sản phẩm ấn tượng là khó có thể quên được, với những đường bass sâu lắng, chất âm thì trầm ấm mạnh mẽ, đặc biệt là cái giải âm rất là mới mẻ, những nhịp đập mà mang độ chính xác rất cao. Thì đó là cái thương hiệu gì? Vâng, thì trước mắt quý vị và các bạn đây là cái chiếc súp JBL Studio mã là 260P. Thì nhắc tới cái dòng loa JBL thì chúng ta luôn luôn nhắc đến cái thương hiệu âm thanh có xuất xứ từ Mỹ, một đất nước có truyền thống và lịch sử lâu đời với các thiết bị âm thanh. JBL thì đã gây dựng tên tuổi của mình nhờ vào những cái sản phẩm có khả năng làm cho người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Về mẫu mã trước mắt quý vị và các bạn thì là rất là đẹp, thiết kế bắt mắt, sang trọng và đặc biệt là rất là lịch lãm, được màu đen huyền bí và được thiết kế những cái màu đen gỗ vân thông rất là đẹp. Đặc biệt là cái độ bền cơ học cực cao và tất cả góp lên tạo lên một cái sản phẩm, đó là súp JBL mã là 260P, tuy giản dị nhưng rất là đẹp. Vâng, riêng cái dòng JBL này thì được nghiên cứu và liên tục nâng cấp, cải tiến những cái công nghệ tại trụ sở JBL, súp Studio JBL 260P, không làm cho những cái tín đồ đang tìm kiếm cho mình những âm thanh siêu trầm phải thất vọng. Có những đặc điểm vượt trội của cái loa súp JBL 260P này thì có những gì nổi trội thì em sẽ nói sau đây cho các bác cùng nghe, cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Vâng, thì cái loa súp JBL 260P này sở hữu một cái bass 30, hay trong Sài Gòn hay gọi là bass 3 tấc đấy ạ. Vâng, đáp ứng cái giải tần số siêu thấp khiến âm bass dày và rất là chắc, khuếch đại tín hiệu nhờ cái công nghệ cộng hưởng âm thanh rất là hay. Về cái sự hoàn mỹ thì tưởng chừng như không có thật, nhưng âm thanh phát ra từ chiếc loa súp này thì hoàn toàn quyến rũ đôi tai của người nghe, rất là quyến rũ các bạn ạ. Được âm bass dày và chắc đến nỗi tất cả các nốt siêu trầm đều được truyền tải là trọn vẹn, ngay cả những âm cao và giải tần cũng vô cùng du dương. Vâng, về kết cấu của cái màng loa súp JBL 260P thì em quay cận cảnh cho các bác thì nó được làm bằng cái chất liệu gì nhé bác nhé. Đặc biệt cái màng loa này nó được làm bằng cái chất liệu polymer plus, hay nói dễ hiểu hơn cho các bác đó là những chất Senuser, nó được phủ một lớp polymer ở phía bên ngoài, khiến cho cái màng loa có độ rung cực tốt, nhẹ nhàng và bền bỉ, giúp cho ta cảm nhận được những cái giải âm siêu trầm ở trong tưởng tượng như thực tế, và đặc biệt là mang lại những cái trải nghiệm vừa quen vừa lạ một cách trọn vẹn các bạn ạ. Vâng, thì là đấy là những cái mà chất liệu được cấu thành màng loa rất là đặc biệt của cái súp JBL mã là 260P 380 mặt trước để cho giới thiệu đến các bác. Vâng, về cái súp điện JBL 260P thì nó không hề khiêm tốn các bác nhé, công suất của nó 300W. Và đặc biệt là phía sau mạch của cái súp điện này thì nó được làm bằng mạch Class D, rất là tốt, đặc biệt là cho cái âm cực kỳ là sạch, căng. Và đặc biệt là một điều nữa, đặc biệt muốn nói đến các bác phải nhấn mạnh, đó là chạy rất mát, không hề nóng như các cái dòng công nghệ thông thường. Đồng bộ khuếch đại
hiệu năng rất là cao và rất dễ điều khiển, như cũng như cài đặt và tích hợp vào hệ thống. Nói chung là nó tích hợp nhiều công nghệ mới đó các bạn. Đây là dòng cao cấp mà bên Zeekr Audio cung cấp ra thị trường, trông khá là lịch lãm các bác nhé. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay ra phía sau để giới thiệu về những cái công nghệ của mà cái bảng mạch và cái hình dáng phía sau của cái súp CBL 260P mà bên em cung cấp. Nó rất là cao cấp luôn cho các bác để sử dụng trong gia đình. Vâng, thì trước mắt quý vị và các bạn đây thì là cái phía sau của cái súp điện cao cấp CBL mã là 260P. Thì phía sau nó được có cái mạch điện kiểm soát năng lượng cao, cho phép cái súp 260P này có tính năng làm mát một cách tự nhiên. Không những giúp kéo dài tuổi thọ mà nó còn bảo vệ công suất tích hợp phía bên trong không bị làm việc quá tải, mà còn tiết kiệm điện cho các bác một cách tối đa, khiến hóa đơn tiền điện hầu như là không tăng, vì hầu như cái dòng này nó rất là tiết kiệm điện. Vâng, đặc biệt cái súp JBL mã là 260P này có thể dễ dàng kết hợp với hầu hết các loại loa trong gia đình cũng như trang phim, và đặc biệt nữa nó là mang trong mình một nét tao nhã hơi hướng của thế kỷ 21. Vỏ loa có kết cấu rất là chắc chắn, không có ống vít, các đường bo cạnh viền mềm mại, được phủ một lớp sơn đen vân thông, chiều lòng được tất cả các vị khách hàng khó tính nhất. Và đặc biệt JBL đã thực sự tạo ra được một sản phẩm làm thỏa mãn được cả phần nghe lẫn phần nhìn cho tất cả quý vị và các bạn. Vâng, thì đây là em sẽ nói đến một số chi tiết về cái phần phía sau của cái súp JBL 260P. Vâng, thì về cái tần số đáp ứng được của nó có thể cho từ 29Hz đến 150Hz, cho tần số cực kỳ là thấp, giải âm rất là siêu trầm. Đấy, và công suất khuếch đại của nó là từ 300 đến 600W. Các bác đánh mắc có thể lên 600W, nhưng để nói cái ngưỡng mà nhà sản xuất cho phép là 300W, đánh tối đa luôn. Vâng, thì về tần số thì nó cho được từ 50Hz đến 150Hz, 24 dB. Đây là những cái thông số. Loa thì được thiết kế một cái loa bát 30 rồi, cái bát 3 tấc rồi. Vâng, trọng lượng của nó là vào gần 20 cân. Em ước khoảng gần 20 cân. Và chiều cao của nó là 44,5 cm, chiều rộng là 38,1 cm, và chiều sâu của nó là 43 cm. Thì đấy là tất cả những cái thông số mà bên em đã đo đạc và tính toán và nói lên ở đây cho quý vị và các bạn được hiểu thêm về những súp cao cấp JBL mã 260P đã được cung cấp tại Zeekr Audio. Vâng, thì đấy là những cái mà bên em đã giới thiệu chi tiết về cái súp JBL mã 260P. Thì về tất cả những cái hướng dẫn chỉnh hay là giới thiệu chi tiết từng núm tinh chỉnh, từng cách kết nối thì bên em cũng có rất nhiều video hướng dẫn. Thì bây giờ em sẽ đi vào trực tiếp và là em test sản phẩm để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái súp siêu trầm JBL 260P này tại Zeekr Audio nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm cái chất siêu trầm của cái súp điện JBL mã là 260P 330 mặt trước. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn đây ạ. Bạn đang đánh rất là mềm, sâu. Tiếng bass rất là ma mị các bác nhá. Rất ma mị luôn.
em cắt thử tiếng súp cho các bác trải nghiệm cái nhạc không có súp nhé. Vâng, em đã cắt súp đi rồi đấy ạ. Còn quý vị và các bạn là đánh giá được cái chất siêu trầm của cái súp JBL 260P không? Quá đẳng cấp. Vâng, em vừa bật lên để chúng ta cùng trải nghiệm. Các bạn nhìn thấy bát 80 đằng trước không ạ? Vâng, dùng cực kỳ là êm, sâu luôn. Vâng, xin các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau.